Xin mến chào cả nhà quay lại kênh. Hôm nay kênh chia sẻ với cả nhà một món ăn, đó là tôm ghem mặn ngọt, hay còn gọi với là tôm kho tiêu đó. Để làm tôm kho tiêu ha, thì ở đây mình chuẩn bị một ít tôm bẹt. Tôm này là ở vuông nhà nè cả nhà, mình đã để trong ngăn đá hôm nay cũng vài ngày rồi. Bây giờ mình sẽ đem ra mình rửa nha. Mình giã đông thì mình rửa lại cho sạch. Mình rửa tôm qua đường ha, để cho tôm của mình nó đỡ bị tanh. Mình rửa qua đường, qua muối. Thêm ít gừng nữa ha thì nó càng tốt. Sau khi tôm mình rửa xong á, mình sẽ cắt. Cắt cái phần đầu tôm á và cái đuôi tôm nè, nó sẽ có gai á, nó rất là đau nên là mình đâm hơn, mình cắt hết luôn ha và cắt bỏ cái thằng chân tôm này luôn. Giờ rút tim tôm thì mình rút lên giữa ha. Để mình rút lấy những cái con tim tôm này ra. Sau khi tôm của mình đã cắt hết bỏ đầu đuôi xong ha, mình rửa lại vài lần nước cho sạch. Sau khi tôm mình đã rửa xong là mình cân được là 300 g tôm, vài cọng hành, tỏi, hành tím, ớt ha và tiêu. Bây giờ mình sẽ đi ớt gia vị tôm này trước. Để cho tôm nó được ngấm gia vị ha, để làm món tôm mặn ngọt hay là gọi là tôm kho tiêu á, thì mình có vị mặn mặn ngọt ngọt nên mình cho vào đây 3 muỗng canh đường ha, 3 muỗng nhỏ này này, 3 muỗng nhỏ này là tương đương với có hơn 10 g đường thôi. Bột ngọt nha. Hai muỗng kim chay, 2 muỗng này 1 muỗng có 4 g, 2 muỗng có 8 g thôi. Giờ sử dụng là nước mắm, nước mắm nào cũng được. Ở đây mình sử dụng là nước mắm Nhĩ Quốc Hải ha. Để cho nó có vị thơm thơm, mặn mặn, ngọt ngọt thì mình sẽ cho vào đây 2 muỗng canh nước mắm. Sau đó mình trộn đều hết gia vị này lên để cho tôm nó được ngấm gia vị tầm cỡ khoảng 5 đến 10 phút ha. Tiếp theo
theo thì hành tím mình sẽ băm nhuyễn ra cùng với tỏi nha. Hành và ớt thì mình cũng sắc ra luôn. Ớt ai ăn cay nhiều thì sắc nhiều, còn ai ăn ít thì sắc ít nha. Tiếp theo mình cho chảo dầu lên. Dầu nóng rồi thì mình để hành tím ha và tỏi vào nè. Khi hành tím và tỏi nó đã vàng đều lên hết, mình hạ lửa thấp xuống ha, mình để tôm vào. Mình vét hết phần tôm và cái phần mà mình đã ướp tôm đó vào luôn. Rồi lúc này mình sẽ mở lửa lớn lên lại ha. Mình xào cho tôm này nó đỏ được đều hết. Sau khi tôm của mình nó đã đỏ đều rồi nè, cả nhà thấy không, cái phần nước sệt của nó cũng rất là vừa luôn ha. Nếu mà ai mà thích hơi đậm đà hơn chút xíu thì mình sẽ cho vào ít nước mèo ha. Rồi mình cho vào đây một xíu nước mèo. Để làm món tôm gam mặn này thì mình không có cần đẩy thêm nước nha. Mình chỉ cần gam như vậy tới khi tôm chín lên là được. Món tôm gam này thì mình ăn kèm với cơm trắng ha, giờ canh phải ngọt thì rất là ngon.
Ai thích ăn mà có nước sệt sệt á thì kho như thế này thì được rồi, còn thích khô lại luôn ha thì mình kho cho đến khi cạn sắp lại luôn. Sau khi mình kho 5 phút đó, thì phần tôm của mình nó đã chín rồi đó. Mình sẽ nêm nếm và vị lại xem vừa ăn chưa nha. Nếu vừa thì thôi, còn chưa vừa thì mình sẽ để thêm. Rồi mình nêm nếm gia vị lại thì mình thấy là gia vị của mình ớt ban đầu đã như vậy á, là đã vừa ăn là đã được rồi, thì không cần nêm thêm nha. Lúc này phần tôm của mình nó có vị mặn mặn, ngọt ngọt, rất là ngon. Và tôm của mình nó bắt đầu kẹo sọt lại nè. Này mình cho tiêu vào nha. Mình ăn bao nhiêu thì mình để tiêu bấy nhiêu. Sau đó mình để hành và ớt vào. Rồi sau cùng là mình chỉ tắt bếp ha. Là mình đã có một món ăn tôm gam mặn.